Xin chào các bạn, em Thủy hôm nay tiếp tục quay cho các bạn cây mai tứ quý. Bạn nào mà là tín đồ cây mai mà yêu thích cái màu vàng này thì các bạn không nên bỏ qua cây này nhá. Cây này, cây mai tứ quý là một dòng hoa cây cảnh rất là được nhiều người yêu thích và nó màu sắc của nó rất là đẹp. Vậy ạ. Mai tứ quý quý nhá, hoa mai vàng. Bạn nào thích sắc vàng của bông hoa mai thì các bác có thể lựa chọn cây mai tứ quý này. Ở nhất là các bạn ở khu vực miền Bắc như là Hà Nội, Hải Phòng, rồi là Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình các thứ đấy. Thì ngoài Bắc của chúng ta thì trồng cây mai nó rất là khó. Nó không như các bạn trong Nam, trong miền Nam thì các bạn có cây mai vàng đấy thì Tết là chơi vào dịp Tết đấy. Thì nó chỉ nở hoa dịp Tết thôi. Còn cái thằng mai tứ quý này thì nó sẽ ra hoa quanh năm. Đông, xuân, hè, thu đều ra hoa. Hoa quanh năm nha các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Và vẻ đẹp của nó không thua kém gì cái bông mai vàng mà các bạn ấy nhập từ trong miền Nam ra để trưng Tết đâu. Đây là vừa mưa xong nó đang cánh nó đang bị rụng, nó bị vừa chỗ mình nó có mưa bão. Cái cánh hoa nó bị mưa nó quật. Cánh hoa nó bị mưa quật nhá. Cây này là cây mai tứ quý. Cây rất là đẹp. Gốc của nó khoảng 3 cm nhá. Gốc của nó là khoảng 3 cm ạ. Em không mang thước ra đo nên là em áng chừng gốc của nó khoảng 3 phân. Em đo thoát thân của nó cho mọi người xem. Cây này em bán rất là rẻ, chỉ 1 triệu một cây thôi. 20 này, 40 này, 60 này, 70 phân. Cây này thoát thân 70 cm ạ. Cây này thoát thân 70 cm ạ. Em Thủy bán cây này rất là bình dân thôi, chỉ 1 triệu một cây nhá mọi người nhá. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210. Cây này rất là đẹp, xuất sắc luôn. Đây, hoa mai đây. Một mùa hoa mai nở này. Con này là hoa quanh năm, đông xuân hè thu đều ra hoa. Bác nào mà thích màu vàng của cây mai thì các bác có thể trồng cây mai tứ quý. Nó là một loại cây trồng rất là dễ trồng, rất dễ lên. Dễ trồng, dễ chăm sóc. Ở ngoài miền Bắc mình này thì ít mai. Mai này là cũng là mai tứ quý này, trong miền Nam các bạn ấy cũng là bán nhiều hơn mình đấy. Và giá ở trong miền Nam của các bạn sẽ giá nó sẽ rẻ hơn giá ở miền Bắc mình. Mai tứ quý. Nên bác nào mà ở miền Nam mà xem like của em thì đừng bảo em bán giá cao nhá, bởi vì là giá miền Bắc nó là như vậy. Cây nói chung là rất là đẹp thôi và cái giá của nó giá của nó 3 triệu à, giá của nó 1 triệu cái này thì nó cũng rất là xứng đáng. Đây. Bác nào quan tâm cây mai tứ quý này các bác qua Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210. Em nhận tặng mọi người cây sẽ là cây thân của nó, gốc của nó sẽ là gốc 3 cm. Ở đây cây thì nó hơi đổ nghiêng đổ dọc. Cây của nó hơi đổ nghiêng đổ ngả một tí là em quay lên nhìn nó không được chưa được đẹp mắt. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 với em nhá. Mai tứ quý. Mai vàng đấy. Rực rỡ chưa lè. Đấy. Mai vàng. Ngoài cái sản phẩm mai tứ quý ra, em sẽ quay cho mọi người thêm một cái cây gọi là cây nhài ba lá hàng vườn vừa mưa xong thì nó trơn lắm. Vừa mưa xong thì nó trơn lắm. Có con nhài ba lá hàng hàng này này, nó siêu đẹp luôn. Nhài ba lá hàng một thân nhá, tán to sum ạ. Các bác xem like thả tim thả like cho em Thủy tăng tương tác lên một tí các bác ơi. Mỗi bác cho em xin một ít tim một ít like tăng tương tác lên. Mọi người thả tim thả like cho em Thủy mạnh vào. Chả thương em gì. Vì anh thương em. Đây ạ. Tán to như này nhá. Cây nhài ba lá tán to như này, sum như này, đẹp như này. Em Thủy bán giá chỉ có 3.5 triệu cây này thôi các bác ơi. Hàng một thân nhá. Cây này là cây nhài ba lá chứ nó không phải nhài ta nhá mọi người nhá. Nhài ba lá, đây là một trong những sản phẩm cây nhài mà bán đắt giá nhất mà được nhiều người yêu thích nhất. Nhài thì năm nay thì nó không sốt. Nhài năm nay nó không sốt, nó sốt năm ngoái. Năm nay nó không sốt, là giá nó hạ nhiệt, nó đã về cái giá trị thực rồi đấy. Còn cây này nếu mà giá năm ngoái nó phải tầm 6 triệu. Nhưng năm nay nó chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Năm nay chỉ 3 triệu rưỡi thôi, giá cây này mà năm ngoái nó tầm 6 triệu, hơn 6 triệu một tí. Đây. Nhài ba lá thì hoa nó thơm và cái lụ của nó rất là to này. Lụ to, dày, chắc, lịch luôn. Bác nào mua cây này thì inbox Zalo số điện thoại em là 0911 451210 với em.
0911451210. Đấy ạ. Gốc của nó ngón chân cái nhá, gốc của nó khoảng 3 phân. Gốc của nó khoảng 3 phân đây, ngón tay cái em đặt bên cạnh này, ngón tay cái của em lọt thỏm luôn. Gốc của nó 3 đến 4 phân đấy ạ, 20 này. 40 phân. Thoát thân là 40 cm nha các bác nhá, thoát thân 40 cm ạ. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210. Em Thủy bán cái này là 3.5 triệu nha các bác nhá. 3.5 triệu ạ. 3.5 triệu. 3.5 triệu cho em một thân đẹp xuất sắc này, hoa nhài ba lá. Ưu điểm của nó, tại sao lại gọi là nhài ba lá thì em phân biệt một tí cái nhài ba lá này với nhài thường để cho những bác mà chưa chơi nhài bao giờ các bác biết, các bác phân biệt ạ. Tại sao lại gọi là nhài ba lá? Bởi vì các bác nhìn đây này. Mỗi một cái ngách lá của nó sẽ có mọc ba cái lá đối xứng nhau như thế này. Mỗi một ngách lá sẽ có ba cái lá đối xứng nhau như này, đấy là lý do mà người ta gọi là nhài ba lá. Và cái lá của cái nhài ba lá nó rất là dày. Cái nhà ba lá, lá của nó dày và lá của nó có độ cong nhá. Lá nó có độ cong như thế này. Cong 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 ngược về phía đằng sau. Còn nhà thường thì lá nó sẽ chuỗi và nó chỉ có hai lá mọc đối xứng nhau thôi.